Chị nói qua cái đoạn này nhanh nhanh của em. Từ từ để chị đến đoạn tiếp. Bây giờ quý vị có thấy là bao nhiêu lâu nữa là Tết rồi ạ? À? Hơn một tháng rồi đúng không ạ? Là cái tuổi này khi mà về quê ấy, thì quý vị biết là người ta hay hỏi câu gì không ạ? À? Thôi chị ơi, đừng nói chuyện khác nữa, sợ hơn được không chị em? Okay, trật tự, quý vị có biết là khi về quê mà ở cái tuổi mà đầu ba rồi, Tết mà gặp nhau là người ta hay hỏi câu gì không ạ? Mấy cháu rồi. Bao giờ lấy vợ ạ? Đúng rồi ạ, bao giờ lấy vợ? Nên em trả lời đi, em vừa để anh Thành Phương vừa chào vợ xong. Anh cũng đã có một mái ấm rất là xinh xắn con em. Được một cái mình đứng ra giữa kia em cũng càng em được đẩy chị đến đây. Được một cái là cái này ở nhà bố mẹ em rất là bảo vệ em. Cứ ai hàng xóm sang hỏi là bao giờ lấy vợ, bố mẹ em là đừng hỏi những câu tế nhị như vậy. Đừng bao giờ hỏi những câu tế nhị như vậy. Nhất định hôm nay vẫn tế nhị đúng không? Mình tế nhị đúng không? Thực ra thì không, thực ra thì nếu mà mọi người muốn biết thì em cũng xin chia sẻ thật thôi. Ngày xưa thì anh Vương, cái hồi mà anh lấy vợ, nên là bố mẹ anh cũng tích cóp cho anh một khoản để anh lấy vợ. Thì đến bây giờ thì bao giờ mà em lấy vợ thì bố mẹ em, à quên, bao giờ bố mẹ em cho cái khoản đấy thì em sẽ lấy vợ. Hôm nay bố mẹ em ở đây không? Kìa, mẹ em kìa, cười từ đấy rồi. Cô ơi, con trai cô đang nhắn nhủ đấy ạ. Tức là hoàn toàn là nhờ bố mẹ trả lời giúp câu hỏi đấy đúng không? Đấy là cũng em xin phép là em nói là trêu vậy thôi. Tránh đúng không? Nói tránh chứ nói còn giảm, thực nói ra tránh, thì nói khéo. Em nghĩ rằng là không phải là đến tuổi nào mình lấy vợ đâu. Khi nào mình gặp đúng cái người mà khiến mình muốn ổn định cái gia đình, muốn có một cái tổ ấm để mình, có nghĩa là lui lui về chăm cho cái tổ ấm của mình, thì mình sẽ lấy vợ thôi. Hoặc là có thể nói là có một cái người mà mình muốn ở bên cạnh người ta mãi mãi. Chứ không cần phải là nay đi đây rồi mai đi đó, thì nói chung là phải có một cái người để khiến mình muốn dừng chân lại. Nghe rất là lãng mạn và ngọt ngào, dừng chân ở bên một ai đó. Thế còn với đấy là con đường tình yêu, thế còn với con đường sự nghiệp thì sao? Chắc chắn là phải đi tiếp rồi, không được dừng chân. Với hai album đầu tiên On The Way, On My Way đúng không, trên con đường của tôi, và tiếp theo là Run, là chạy. Bây giờ mình không dừng chân nữa thì tiếp theo đây liệu em có bay không? Chắc chắn là phải bay thôi, chắc chắn là phải bay, nhưng mà em đang tính là giữa cái đoạn mà run và bay ấy, thì mình có cái đoạn là lấy đà không, hoặc là nước rút, hoặc là đây là đoạn lấy đà đây đúng không? Live show ngày hôm nay. Đúng rồi. Vâng, rất là bật mí rất là muốn bật mí với tất cả các chị các bạn quan tâm đến âm nhạc của Ninh, thì là cái album đầu tiên của Ninh thì là những cái bài hát pop và R&B âm hưởng chủ đạo ra mắt năm 2010. Đến album thứ hai là Run thì với cái âm hưởng R&B và funky. Và đến cái album mà Ninh nghĩ rằng là sang năm thì anh Vương sẽ bỏ chút thời gian vàng ngọc của mình ra để làm cho em ấy, thì nó sẽ có cái âm hưởng đó là funky và disco funk. Thì đấy là sang năm 2020 anh Vương anh nhớ rồi, nhờ quý vị khán giả và hai bác ở dưới kia làm chứng cho cháu ạ. Anh Vương nhớ, anh Vương nhá. Ninh là đã có gửi ngóng vào kế hoạch 2020. Ngày hôm nay cuối cùng tưởng anh Hưng khéo, anh Vương khéo, hóa ra Ninh khéo nhất, là đã trong cổ anh Vương vào một dự án mà bắt buộc phải thực hiện cho năm 2020. Ôi dồi, em nói thật với chị chứ, em nói thật với chị, khéo với anh Vương cũng là thừa rồi. Em nói thật, còn những lúc mà em kể ra em không phải bối xấu anh Vương rồi. Em đi sang tận nhà anh Vương, anh ơi anh phối bài cho em đến đâu rồi, nhưng mà ra đến nơi gõ cửa không thấy ai ra mở cửa, thấy cô em gái anh Vương ra mở cửa, anh Vương anh đi vắng rồi. Xong em ngồi đây em đợi khi nào anh Vương về thì thôi. Nhưng mà ngồi được một lúc thì anh Vương anh có nhắn tin cho em, anh bảo là Ninh em đi về đi để anh còn về nhà. Vâng ạ, những câu chuyện rất là vui ở hôm trường ngày hôm nay quý vị đã được lắng nghe, và tất cả quý vị ở đây sẽ làm chứng. Thứ nhất là sự kết hợp giữa Ninh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thành Vương trong một tương lai gần 2020. Và nhất định em phải hứa là năm sau cùng với khán giả là mình sẽ bay cùng với disco và disco funk. Vâng, em xin hứa với mọi người là sang năm em sẽ làm đĩa. À quên, không phải làm đĩa mà làm album, có thể phát hành giữa hình thức online hoặc là làm đĩa thì cái đấy mình chưa biết. Nhưng mà mình có thể chọn giữa cái hình thức đó là đĩa bát tràng hoặc là đĩa tàu. Đúng phong cách Ninh Mạnh Ninh đấy. Thôi bây giờ đến lúc mà chúng ta lắng nghe âm nhạc rồi. Bây giờ là lúc mà em sẽ khiến cho quý vị khán giả run, fly, chạy, bay bằng tâm hồn và cảm xúc tại đây. Vâng, từ từ là trước khi đến cái đoạn mà nó vui vui lên một chút thì ngay bây giờ thì em xin mời tất cả các chị và quý vị sẽ lắng nghe một bài hát nữa, một bài hát pop của em có tên là Mùa Đông. Xin mời các chị và quý vị lắng nghe.
khẽ vương nhẹ lên tóc dài, hơi ấm cho người anh thương đêm nay. Tình yêu đã qua, người xa cách xa. Anh có công yên cho tàu đông cũ, dù tình mùa đông. Một ngày mùa đông rét căm, anh đang trong mừng sương khói tình yêu đã đến. Đường về dài đêm nỗi cô đơn cứ theo anh từng ngày. Hà Nội một căn gác bê, mai hiền siêu vẹn ký ức mùa đông ấm áp. Mùa đông ta đã có nhau đã từng. Sôi động của Hà Nội, funky qua một cái ca khúc mà Linh cứ nghĩ rằng là mình chưa biết một cái ca khúc nào về cái mùa này, nhưng mà rất là hay. Thì có cái bài hát này đâm ra tự nhiên mình trở thành một cái người biết về bốn mùa của Hà Nội. Và ngay bây giờ thì các chị sẽ cùng Linh đoán cho Linh biết xem là bài hát này bài gì nhé. Xin mời anh Trống của chúng ta, anh Hùng. Vỗ tay cùng Linh cho bạn. Yeah. Ha. Có ai muốn đá không?
góc phố nơi tôi hay về qua, cho tôi quên tạm những buổi ba, nghe anh em chuyện đời vui buồn, cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi tôi năm tuổi ba, mong hôm nay đừng không buồn qua, tôi sẽ chẳng biết cùng tôi chẳng đã về em. Có thể nắm nhớ được tên của từng người đó. Ngồi kia là dàn trống, đó chính là anh Hùng, mà mọi người hay gọi tên là anh Hùng Nghiêu. Chơi bass, đó chính là anh Kiên, Kiên Bass. Chơi guitar điện, đó là anh Dũng Cửa Nam, mà mình hay gọi là anh Dũng Đà Lạt ạ. Vâng, xin giới thiệu guitar acoustic, anh Hữu Hiệp ạ. Chơi percussion đằng kia thì đó chính là anh Cường, anh Phan Cường, là người anh song sinh của anh Kiên ạ. Nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, hay còn gọi một cái tên rất là dễ thương, đó chính là anh Minh Xuân. Nhóm về PK. Và một người anh mà Minh có nghĩa à, ừ đúng rồi, quên ạ, thì Tùng. Vâng, anh Tùng Sắc ạ. Và một người anh mà không có anh ấy thì sẽ không có những cái tác phẩm ví dụ như Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè của Ninh như vừa rồi, đó chính là nhạc sĩ Thanh Vương.
em có biết giới thiệu tên tên chiến danh của anh không ạ? Thôi à? Vâng lắm. Để cho em xin giới thiệu một cái kỷ niệm liên quan đến cái bài hát mà Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè này. Thì em nhớ rằng là cái đoạn mà năm 2012 ấy, thì khi mà em vừa sáng tác xong cái bài hát này và có như anh Vương Vốn Khí, thì đợt đấy thì cái phong trào thể thao để lùi ma túy của anh em tăng lên rất cao. Thế nên là các anh em là đi đá bóng rất là hăng say, tuần nào cũng đi hai trận, một trận như anh ạ, một trận. Thì cái tinh thần được dâng cao đấy ngay lập tức bị dập tắt bởi một số những cái tai nạn, ví dụ như là gãy tay và gãy chân. Và đặc biệt là trong cái thời gian Vốn Khí cho cái bài Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè thì anh Thành Vương này bị gãy tay. Và đây là bức ảnh mà em đã ghi lại được cái khoảng thời gian mà anh Vương anh gãy tay mà vẫn phải phối khí bài hát cho em. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Có nhìn rõ không ạ? Đây ạ. Ở bên đây gửi cho mọi người xem sau. Vâng, em drop ạ, mọi người bật lên ạ.